Nó thâu vô cái áo à. Nói mốt à, mốt à, để hình bà chủ đây nè. Đang làm tiệm quay mỹ đẹp nó đang thâu vô được vậy. Muốn bồi dưỡng chỉ cho. Ở ngay chỗ năm na đó nó có bán gà ác 40.000 con. Nó hầm thuốc bắc sẵn ngon lắm. Ăn cái đó là mà mấy người bị bệnh nó ăn nó bổ phục hồi sức khỏe nhanh. Mấy người ốm yếu ăn nó phục hồi sức khỏe nhanh. Kế năm na đó. Gà ác hầm thuốc bắc 40.000 con. Ủa vậy là nó có ăn rồi hả? Ăn cái đó nó ăn ở ngay năm na nè. Ăn cái đó nó bổ hơn là uống thuốc uổng tiền. Ăn cái đó nó ngon miệng mà nó bổ, nó có sâm bổ lượng trong đó luôn. Hôm qua tôi mua thử một con ăn ngon lắm. 45.000 40.000 con. Ủa không? Hai con nhỏ vậy? Cái khố bự nè, cái con bằng bấm tay vậy nè. Dạ, khố ta cho mình luôn ha, đã lại. Không, người ta đưa vô cái bịch ni lông mình đem về. Thôi hãy đi về. Này, có gì hú? Đi tầm dụng quá về nè. Ủa vậy hả? Để vậy. Phỏng vấn nè, quay lại đây phỏng vấn nè.